cây. Ồ, rồi, nhánh cây luôn. Chèo xuống, à, chèo dưới nước. Hello các bạn, đã quay lại kênh Minh Chè nha. Thì hôm nay mình đi giăng lưới nữa các bạn ơi. Thì giăng lưới hôm qua gác nó dính quá trời, mình gỡ nó không ra các bạn ơi. Giờ đi giăng các bạn. Ủa, rồi giăng lưới, mang lưới vô đó làm gì vậy? Giăng lưới. Trời ơi, tự nhiên lưới đây nó có sẵn, giăng thêm làm gì nữa? Thì giăng lưới cá. Lưới cá đâu, trên này trà cá dưới sông rồi bà. Xuống sông răng răng hả? Ừ, trời ơi, răng trên đó chắc răng dính lá cây quá. Ủa gì phải hả? Cái này khùng tới rồi. Lộn lộn. Thì răng nào dưới nước hả? Dưới nước chứ bộ, người ta răng, răng lưới, người ta răng dưới nước, ai răng trên bờ trời. Răng trên bờ không biết dính cái gì á. Lục bình quá trời các bạn ơi, mình phải dàn lục bình ra các bạn ơi. Dàn lục bình một lần. Cái này ngay chắc không dính cá mà dính lục bình thì nhiều. Thôi để lưới cho đi. Để xuống cái gối. Hiện tại giờ mình dẹt lục bình cho đó các bạn. Quá trời lục bình luôn, dẹt cái nó qua nó lại 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 không dẹt nãy giờ. Mệt chết luôn. Dẹt xong rồi quay lại cái nó bít chịch nữa. Giờ mình quyết định lại cái này mình văng các bạn. Hiện tại mình mới giăng xong các bạn. Mình thấy có cá dính lưới, nó giật chốp chốp lưới nãy giờ các bạn. Cái phao lưới mình trắng trắng các bạn thấy không đó. Mình mới vừa thả xong các bạn ơi. Giờ ngồi chờ nó. Rồi trong kia chờ đợi mình cắt nước các bạn, mời các bạn uống nước nha. Thì mình tìm 15-20 phút mình xuống thăm lần, mình thăm hai lần chắc đủ ăn các bạn ơi. Nãy giờ mình thấy con cá nó cũng dính nhiều lắm. Hôm nay mình đi với anh em mình là anh em Tinh Thanh. Chào các anh, chào các bạn á. Chào các bạn, vui vẻ nha. Ở nhà hai anh em mình tên độc lắm á, độc nhất vô vị ở Việt Nam là mình Tinh Minh, còn em mình Tinh Thanh, hai anh em Thanh Minh. Chỗ nào mình ta ơi đi rút nhang á, tới thang đó. Lại dính quá trời. Móng nè. Ô coi nè. Coi nè. Cả quá trời các bạn ơi. Mình đang ngồi quả nó móng lên quá trời cả. Y như cá nuôi vậy. Lật lên lấy cây đập chỗ này. Nha. Cái dính. Cái cây đập ở chỗ này nha, nó chạy ra. Có dầm phải nãy cái đó kéo lại móc lại cái này được quá trời để lỗ như này như trên đó tại nước bên kia đang chảy lại không, nó đang chảy rút cây sông Kinh 3 tháng 2 á, người cá cứ đi theo dì nước xuống miếng cá phi này nó không đi nước được đâu. Này này hai xuống thăm cá, thấy cá dính quá trời luôn rồi, để xuống thăm thử lần rồi, nãy giờ lâu rồi, cũng lâu lắm rồi. Xuống thăm thử lần rồi, nó giật lưới quá trời luôn. Đi đi đi. Giờ xuống thăm cá các bạn ơi. Nào mình uống nước xong cái buồn ngủ. Giờ xuống thăm cá các bạn. Rồi rửa nước xong luôn. Nước này là toàn nước cá, cá ta xả ra không á. Rửa nước này giống như nước tiên, nước thánh vậy đó.
một con. Chính con cá sấu rồi đó. Con cá sấu. Cá phi là làm món gì ngon thanh? Cá phi đó đem đi chiên, đánh chiên xù như xong rồi là súp cà. Súp cà. À. Kho tương cũng được. Kho tương thôi, kho mắm cũng được. Trước mắt là thấy dính con cá sấu nữa rồi. Con luôn. Trời ơi trời. Ba con cá sấu luôn. Ở đây hai con, kia một con nữa. Quá trời. Dính cá một cái thấy mê luôn các bạn ơi. Trời đất ơi. Trời. Hai con một chỗ một luôn. Ở dưới đây một con nữa. Hai chung con cái con được á. Cái này một cặp nó đi chung các bạn ơi. Ở kia con nữa kìa. Quá chi cá. Cá dính quá trời cá. À, cá lưu kiến hầm xả. Ủa, ở đây con nữa, dính cái bọc nữa. Ôi ôi, dưới đây cặp nữa các bạn ơi. Dưới đây cặp luôn. Đây, dính thêm cái bọc nữa. Đây, dưới đây con. Dưới đây con nữa. Nó dính cặp không anh ơi? Con kia dính gì ta? Ôi giá dính gì vậy? Đây dính con nữa bạn ơi. Lâu kiến nữa. Sao lâu kiến quá trời vậy chứ này. Dính lâu kiến không à? Vậy đây có không? Rồi khúc này không có các bạn ơi. Hả? Dưới đây con nè. Ồ, cá lưu kiến nó ăn dưới đáy vậy, nó dính dưới đáy không các bạn ơi. Rồi để xuống. Để xuống mình đi gỡ các bạn ơi. Dính mình thấy tạm thời là 6 con cá lưu kiến rồi đó. Con gần nửa ký á. Quá trời cá. Ta dính con thêm cái bọc nữa. Bọc nó mở ra cái chân vàng không á. Chừng hiệu quá. Để chút xíu này bắt lên cho mày coi nè.
với bảy con cá lưu kiến một trong vòng 15 phút. Quá trời cá này, cá mắt đỏ nè. Bên đây ít cá hơn bên kia. Đâu con cá lưu kiến mắt đỏ đấy đâu. Nó đỏ lòm luôn. Đây nè. Thấy chưa? Thấy mắt đỏ không? Thấy không? Còn mấy con kia có gì không? Không. Bên kia đâu có đỏ đâu. Thấy không? Con này xúc kỳ quá. Thấy không? Mắt đỏ lò mà nó có vây nó đỏ đỏ nè. Con cá này không có nè. Con cá này đem về nhà để nuôi. Đó các bạn so sánh nè. Lưỡi này lạ quá ta. Đây thành quả đây. Một lưới. Chút xíu mình đi thăm tiếp nữa. Giờ mình ngâm đó. Rồi, dính rồi đó. Giật ở đây nè. Chỗ này cá bự lắm á. Dính rồi kìa. Giật lưới luôn rồi. Dạ. Cây. Ồ, nhánh cây luôn. Chèo xuống, chèo dưới nước. Nó đứt sình luôn. À, thăm lưới mình cuốn lưới vậy đó các bạn ơi. Cá nãy giờ cũng hơn nửa vỏ, mong quá trời. Cá lưu kiến này hay hơn. Rồi một vỏ luôn Thanh ơi.
chuẩn bị có mồi ha, mình xả cá, mình xả. Wow, lóc kiến gì nó dính dưới đáy mà. Bữa nay thu hoạch cá là bội thu nha. Quá chỉ cá rồi. Ôi ôi, hai con luôn một chỗ. Cá lưu kiến thì có chỗ người ta làm thuốc đó các bạn. Người ta lấy người ta làm thuốc đó các bạn. Quá, một cột một giỏ luôn rồi. Một giỏ cá luôn. Đây các bạn, một gỗ luôn nè, quay quay đây nè, một gỗ cá luôn. Chưa đã, chưa nhiều đủ ăn rồi đó. Chưa vô chưa 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 đây rồi, mình gom lưới. Clip mình tới đây xin tạm dừng các bạn. Giờ mình về các bạn ơi. Các bạn nha.